X51 Story mến chào quý thính giả. Lịch sử được viết lại bởi bên chiến thắng. Vậy nên thắng làm vua, thua làm giặc. Trong bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, bên chiến thắng sau đó sẽ luôn tô hồng những thành tựu, che mờ những tội ác của mình, đồng thời bôi đen đối phương để tuyên truyền cho sự thống trị của mình. Người chiến thắng sẽ là nhân đức, kẻ thua cuộc luôn là bạo tàn. Người chiến thắng có mưu trí, kẻ thua cuộc thiếu ngu xuẩn. Người chiến thắng thuận thiên mệnh, kẻ thua cuộc trái lòng dân. Trong cuộc tranh hùng giữa Hán và Sở, do nhà Hán là bên thắng cuộc, các triều đại sau này của Trung Quốc đều coi nhà Hán là chính thống nên sử gia các đời đều ca ngợi Hán cao tổ lên 9 tầng mây và dìm Tây Sở bá vương xuống tận đáy vực. Tiểu thuyết Hán Sở tranh hùng, Tây Hán diễn nghĩa của Chân Vĩ được viết với quan điểm ủng Lưu phản Hạng, lại càng in đậm trong nhiều người hình tượng của Lưu Bang và Hạng Vũ khác xa so với thực tế. Lưu Bang thường được khắc họa là bậc minh quân tài trí, khéo dùng người, khiêm cung mà nhân đức nên được thiên hạ. Còn Hạng Vũ là tay võ biển hữu dũng vô mưu, ngạo mạn, tàn bạo lại bất nghĩa nên cuối cùng chuốc lấy bại vong. Đến thời hiện đại khi các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết này được phổ biến lại càng khắc sâu hai hình tượng đối lập này vào nền văn hóa đương thời. Hạng Vũ là một trong hai nhà đại quân sự tài ba trong cuộc chiến tranh Sở Hán, Hạng Vũ, Hàn Tín. Nhưng việc thất bại lớn nhất của Hạng Vũ trong cuộc chiến tranh này chính lại là sự thiếu nhãn quan chiến lược trong cuộc chiến tranh đó. Nếu như Hạng Vũ tổ chức mở rộng chiến trường phương Bắc trước khi Lưu Bang sai Hàn Tín tổ chức trận địa ở phương Bắc. Nếu như Hạng Vũ chú ý tới việc ban đầu Hàn Tín mở rộng chiến trường phương Bắc mà chú tâm ứng chiến với chiến trường đó, thì cuối cùng Lưu Bang cũng không có khả năng hình thành một thế bao vây đối với Hạng Vũ. Hạng Vũ cuối cùng cũng không vì sự lỡ bước về mặt chiến lược mà rơi vào cảnh tứ diện Sở Ca. Việc thiếu nhãn quan chiến lược về mặt quân sự đối với Hạng Vũ trở thành một yếu tố cơ bản để hình thành sự thất bại trong cuộc chiến tranh Sở Hán. Nếu đem sự sai lầm về mặt chính trị và quân sự của Hạng Vũ mà so với sự tàn bạo của Hạng Vũ thì đương nhiên phải thừa nhận rằng, nguyên nhân thất bại quan trọng nhất của Hạng Vũ hoàn toàn không phải là sự tàn bạo. Về mặt lý luận chúng ta đều thừa nhận chân lý, mất lòng người là mất thiên hạ, được lòng người là được thiên hạ. Nhưng trong lịch sử chiến tranh Sở Hán đã cho chúng là thấy một chân lý nữa đó là, tàn bạo không phải là nguyên nhân quan trọng dẫn tới thất bại của Hạng Vũ mà chí ít là so với sự ấu trĩ về mặt chính trị, sự bị động về mặt quân sự mà so sánh là như thế. Tại sao chúng ta lại thừa nhận việc chân lý đó không có tác dụng trong cuộc chiến tranh Sở Hán? Thứ nhất, tác dụng của sự tàn bạo bị đẩy về sau. Được lòng người là được thiên hạ, mất lòng người là mất thiên hạ, điều đó là một chân lý đúng ở khắp nơi. Có điều chúng ta cũng cần phải rõ ràng, việc để cho lòng dân phát huy tác dụng cần phải có một quá trình. Nếu đổi thành một câu nói khác đi, để lòng dân nhận biết được sự tàn bạo của giai cấp thống trị cần phải có một quá trình lịch sử dài. Sự tàn bạo của Hạng Vũ biểu hiện tập trung ở hai tình huống. Thứ nhất là chôn hết hàng quân của quân Tần, thứ hai là đối với những thành nào khó phá được sau khi phá xong thì đổ sát toàn thành. Phía trước tuy nhiên dẫn tới sự oán thù của dân chúng ở Quan Trung, nhưng nếu như đối với trăm họ mà nói, giết chết quân Tần rốt cuộc lại đưa đến lòng an ủi cho thiên hạ. Việc sau tuy làm cho người ta căm giận nhưng đây không phải là hành động thường của Hạng Vũ. Suy cho cùng, làm cho Hạng Vũ tức giận mà đổ sát thành chẳng qua chỉ là phương thức để giải lòng oán hận cho mình, chứ không phải là việc thường phát sinh. Bởi thế đại đa số dân chúng đều nhận thấy và chống lại sự tàn bạo của Hạng Vũ tất nhiên sẽ còn cần một quá trình nữa. Như việc tàn bạo mà đánh mất lòng dân để nảy sinh tác dụng còn cần phải một quá trình nữa chứ không thể nhanh chóng mà nảy sinh. Từ Tần Thủy Hoàng bạo chính cho tới sự diệt vong của Tần Triều trải qua gần hơn 15 năm thời gian. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết nhị thế vẫn tiếp tục thi hành bạo chính, bởi thế lòng dân mới dẫn tới tác dụng. Thứ hai, tác dụng trực tiếp của chính trị và quân sự. So với tác dụng của lòng dân, việc sai lầm về mặt chính trị và quân sự luôn luôn trong một thời gian cực ngắn có thể nảy sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nếu như việc Hạng Vũ vào quan rồi mà tập trung lực lượng quân sự để giải quyết tập đoàn của Lưu Bang, nếu như trên Yến Hồng Môn giết chết Lưu Bang thì những hành động trong giây lát đó cũng có thể sản sinh tác dụng vô cùng lớn. Nhưng mỗi lần nhắc tới sự thất bại của Hạng Vũ, người ta đều đề cập tới sự tàn bạo của Hạng Vũ là tại sao? Người ta thường thích nói lại những chân lý mà người ta đã biết, bao gồm cả chân lý lòng dân và việc được mất thiên hạ. Người ta càng thích sử dụng những chân lý đã biết để giải thích những hiện tượng lịch sử. Ví như Hạng Vũ đã thất bại rồi, đã là người vô cùng tàn bạo. Thế nên tàn bạo tự nhiên cũng trở thành nguyên nhân chính để chúng ta chọn cho sự thất bại của Hạng Vũ rồi. Lịch sử không đơn giản giống như chúng ta nghĩ. Chân lý cũng không phải là vạn năng. Chân lý đều có một phạm vi ứng dụng nhất định. Để phân tích sự kiện lịch sử đương nhiên phương pháp tốt nhất đó là phân tích cụ thể. Hạng Vũ thích giết là một người tàn bạo. Đặc biệt là việc đổ sát thành là việc bị người ta chỉ trích nhất. Nhưng người ta gần như chỉ nhớ tới việc Hạng Vũ đổ sát mà không nhớ những ghi chép về việc đổ sát của Lưu Bang. Sử ký Cao Tổ Bản Kỷ chép rằng Bái Công cùng Hạng Vũ công thành đổ sát.
Điều này đã ghi chép rõ ràng cho việc Lưu Bang và Hạng Vũ cùng nhau liên thủ công thành rồi tàn sát dân. Đối với ghi chép này, người ta dường như mắc chứng mất trí nhớ tập thể, đều đã quên hết. Đồ sát toàn thành là một hành động chút giận, còn là một hành động uy hiếp thế, nhưng hành động tàn sát kiểu như thế đều bị sự chỉ trích của mọi người. Lưu Bang không những trong cuộc chiến phản Tần từng tàn sát, mà sau khi giết được Hạng Vũ cũng đã từng có ý tưởng tàn sát để chút giận. Sau khi Hạng Vũ tự sát, vùng Tây Sở đều đầu hàng Lưu Bang, chỉ có Đất Lỗ là không chịu. Lưu Bang nghe được tin, ban đầu muốn dẫn đại quân tới để tàn sát sạch Đất Lỗ, về sau mới thay đổi thái độ. Lưu Bang đối với Hạng Vũ đều là truy sát hết đường, tuyệt không hề lưu tình, cho dù sau khi nghị hòa ở Hồng Câu, Hạng Vũ tha cho Thái Công cùng Lữ Trí, Lưu Bang đều không để ý tới tín nghĩa, xóa bỏ hiệp nghị, truy sát Hạng Vũ. Vì sao Đất Lỗ vẫn vì Hạng Vũ mà giữ vững, Lưu Bang tại sao lại thay đổi ý định ban đầu là đột sát Đất Lỗ? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Lưu Bang sau khi diệt được Hạng Vũ, rõ ràng một việc đó là sự nghiệp lớn của mình đã đại công cáo thành, chuẩn bị trở thành khai quốc hoàng đế của vương triều Đại Hán rồi. Bây giờ Lưu Bang phải đối diện với câu chuyện sau thời đại Hạng Vũ. Hạng Vũ bại vong tuyên cáo cho việc bắt đầu xưng đế của Lưu Bang, đối diện với một thời đại mới, trong việc tuyên truyền dư luận cần phải đề xướng những gì, đó mới chính là vấn đề cần được suy xét của Lưu Bang. Lưu Bang sau quá trình suy xét kỹ càng, mới biết rằng việc đề xướng quan trọng nhất của mình chính là trung thành, chỉ có trung thành mới có thể làm cho chính quyền mới thành lập Đại Hán không gặp phải việc hình thành chư hầu cát cứ, thiên hạ phân loạn. Muốn đề xướng trung thành trước tiên phải từ chính bản thân mình, từ ngay bây giờ. Hạng Vũ ban đầu được Nghĩa Đế phong làm Lỗ Vương. Lỗ địa chính là đất mà trăm họ giữ vững cho Hạng Vũ, chính là việc biểu hiện sự trung thành với Hạng Vũ. Lưu Bang không thể làm cho mình vì sự nông nổi nhất thời mà phá hoại dư luận của một thời đại mới đang sắp tới. Đất Sở đều đầu hàng, duy có Lỗ không đầu hàng, không thể không phục tùng việc đề xướng trung thành. Chính bởi sự suy xét cho tương lai, sự tính toán của mình mà Lưu Bang đã bỏ qua ý tưởng đổ sát rất Lỗ, mà lấy đầu của Hạng Vũ để chiêu thị cho dân chúng trong Lỗ Thành. Trăm họ trong thành mới tin thực Hạng Vũ đã chết, bỏ việc chống đối mà đầu hàng Lưu Bang. Lưu Bang cũng là một người bình thường, cũng có đầy đủ thất tình lục dục. Bởi thế lúc phẫn nộ cũng muốn tàn sát. Nhưng Lưu Bang cao minh cũng chính là ở chỗ biết dùng lý trí để trói buộc tình cảm của mình. Nếu đem so với Hạng Vũ thì Hạng Vũ hiển nhiên là người vô cùng không lý trí, chỉ giải quyết nhất thời. Từ khi Hàn Tín nói Hạng Vũ là người chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, lấy điều đó để đánh giá Hạng Vũ cũng không có hiếm người. Hạng Vũ có thực sự bởi chỉ có cái dũng của kẻ thất phu mà thất bại không? Thất phu chi dũng là từ được lấy từ Mạnh Tử, Lương Huệ Vương Hạ. Mạnh Tử cho rằng, tay nắm kiếm nhọn, trong miệng hô lớn, ai dám ngăn ta, đấy chỉ là cái dũng của kẻ thất phu vậy. Đặc điểm của cái dũng ấy chính là địch một người, hay chính là một người quyết đấu cùng địch. Trong cuộc chiến tranh Sở Hán, danh tướng Hàn Tín từng đánh giá Hạng Vũ rằng, Hạng Vũ người này chỉ cần quát một tiếng lớn cả ngàn người đều sợ mà ngã xuống. Nhưng lại không biết dùng hiền tướng, chỉ có cái dũng của kẻ thất phu mà thôi. Lời nói của Hàn Tín đánh giá Hạng Vũ chẳng qua chỉ là lời của một người mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ coi là một cách đánh giá Hạng Vũ. Thế nhưng một lời nói đó đã trở thành lý do quan trọng nhất mà người ta đánh giá Hạng Vũ, cũng được coi là một sự tuyên án đối với bản án lịch sử Hạng Vũ. Điều này thực có phần không được hợp lý cho lắm. Thứ nhất, đó chỉ là lời của Hàn Tín, chưa chắc đã phù hợp với sự thực, làm sao có thể trở thành một sự đánh giá chính xác được. Thứ hai, cho dù đánh giá của Hàn Tín cũng có lý do nhất định, chẳng nhẽ người đời nay lại không được phép đánh giá lại nữa? Nếu như việc đánh giá đối với một nhân vật lịch sử chỉ có thể đứng ở trên sự đánh giá, kết luận của cổ nhân, thì cần có người đời nay để làm gì? Nói lại lời của người xưa chẳng phải tốt hơn sao? Bởi thế, đánh giá của Hàn Tín không thể cho là đánh giá duy nhất về Hạng Vũ được. Đặc điểm của cái dũng của kẻ thất phu chính là ở chỗ dựa vào sức lực của một người, khoe tài của một người. Đó chính là định nghĩa về cái dũng của kẻ thất phu của Mạnh Tử. Việc hành sự của Hạng Vũ so với cái dũng của kẻ thất phu có một khoảng cách rất lớn. Thứ nhất, Sử Ký Hạng Vũ Bản Kỷ ghi chép việc thiếu thời của Hạng Vũ. Trong đó có một câu chuyện rất quan trọng, chính là việc Hạng Vũ muốn học cách địch vạn người, chứ không muốn học lấy kiếm chỉ để địch một người. Không học việc đơn đả độc đấu cũng chính nói rằng Hạng Vũ từ nhỏ đã không muốn chỉ dùng sức của một người, mà muốn học việc chỉ huy binh mã để địch vạn người. Địch vạn người chính là thống soái thiên binh vạn mã, dùng sức mạnh của toàn quân để đánh bại địch. Thứ hai, trong ba trận chiến lớn nhất trong đời Hạng Vũ, Cự Lộc đại chiến, Bành Thành đại chiến, Huỳnh Dương hội chiến, Hạng Vũ không hề khoe cái tài của một người. Nếu Hạng Vũ chỉ bằng cái dũng của mình, cái dũng của một kẻ thất phu, thì đâu phải đập nồi dìm thùy, điều động tất cả sức mạnh của tướng sĩ. Trước tiên nhắc tới Cự Lộc đại chiến, đây là chiến dịch chiến lược của quân đội phản Tần và quân đội chủ lực của nhà Tần.
cũng chính là bước quan trọng nhất trong việc bước lên vũ đài chính trị của Hạng Vũ. Trong chiến dịch này, sau khi giết chết Tống Nghĩa, đoạt lại quân quyền trong tay, Trước đã phái Kình Bố dẫn 2 vạn quân đội vượt qua Hoàng Hà, lấy ít địch nhiều, giành được thắng lợi. Về sau đã phá thuyền, đập nồi, đốt nhà cửa, chỉ đem theo lương thực có 3 ngày, để biểu hiện quyết tâm chiến đấu tới cùng. Đây cũng chính là câu chuyện đập nồi dìm thuyền nổi tiếng trong lịch sử. Lại thêm việc Hạng Vũ xuất binh tấn công hơn 20 vạn quân chủ lực của Chương Hàm, trải qua việc chiến đấu vô cùng gian khổ, cuối cùng đã đánh tan được quân của Chương Hàm, đập tan được con đường vận lương cho quân đoàn ở Trường An. Về sau tập trung lực lượng bao vây Cự Lộc của quân đoàn ở Trường An và đã tiêu diệt triệt để quân binh chủ lực ở đây. Sau khi tiêu diệt quân đoàn Trường An, Hạng Vũ xuất binh đánh tan tác quân đội chưa bị diệt hết của Chương Hàm trong gần hơn nửa năm, đồng thời mượn thế về mặt chính trị làm đánh tan lòng quân của Chương Hàm. Trải qua hơn nửa năm chỉnh đốn, Hạng Vũ phái bộ tướng quân xuất lĩnh bộ phận quân sở vượt qua Trương Thủy, ngày đêm vượt đường, đánh chặn được đường rút lui của quân Tần. Tự mình xuất lĩnh đại quân vượt Trương Thủy lại một lần nữa đánh bại quân Tần. Lúc này Chương Hàm bên ngoài phải đối diện với áp lực tấn công quân sự của quân đội Hạng Vũ, bên trong lại bị sự nghi kỵ của Triệu Cao, cuối cùng đã đi tới quyết định đầu hàng Hạng Vũ. Trận quyết chiến ở Cự Lộc này, Hạng Vũ chỉ huy toàn bộ lấy ít mà thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn là biểu hiện của một thiên tài quân sự. Hiện nay còn tồn tại ghi chép trong sách vở chúng ta hoàn toàn không hề thấy nhắc tới Hạng Vũ chỉ bằng sức của một người hay cái gọi là cái dũng của kẻ thất phu. Tương phản lại đó là chúng ta chỉ thấy đó là sự chỉ huy nghệ thuật của một thiên tài quân sự mà thôi. Ở đây có cái gì là cái dũng của kẻ thất phu đây? Nếu như Hạng Vũ chỉ bằng cái dũng của mình, cái dũng của một kẻ thất phu thì đâu cần phải đập nồi dìm thùy, điều động toàn bộ sức mạnh của tướng sĩ. Tiếp đến đại chiến ở Bành Thành. Đây là cuộc chiến đối mặt đầu tiên giữa Hạng Vũ và Lưu Bang. Cũng chính bởi thế đối với hai bên đều có tính quyết định. Lưu Bang lần này muốn hạ quyết tâm một trận tiêu diệt Hạng Vũ. Hạng Vũ thì từ khi phân phong cho thiên hạ chư hầu tới nay, lần đầu tiên mới nhận ra được rằng địch thủ tranh giành thiên hạ của mình chính là Lưu Bang chứ không phải là ai khác. Sự chênh lệch về binh lực của hai đạo quân này cách nhau khá xa. Lưu Bang có tới hơn 56 vạn đại quân, còn Hạng Vũ chỉ đem theo có hơn 3 vạn kỵ binh. Nhưng quyết sách của Hạng Vũ lần này vô cùng chính xác. Hạng Vũ đã tránh khỏi việc bố phong nghiêm ngặt ở phía đông và phía bắc Bành Thành, đem binh lực bố trí ở Tiêu Huyện phía tây của Bành Thành. Đánh thành bắt đầu từ phía Tiêu Huyện. Bởi việc đánh ở chỗ địch không phòng bị, lại thêm ưu thế về kỵ binh, Hạng Vũ chỉ dùng có thời gian nửa ngày đã đánh tan nát hơn 56 vạn quân của Lưu Bang, hơn 56 vạn quân, quân không ra quân, hoàn toàn là bãi binh cả. Lưu Bang nhếch nhác tới mức chỉ có mình Hạ Hầu Anh rồi xe để chạy, phía sau là hàng ngàn truy binh của quân sở. Trận chiến này Hạng Vũ đã đánh vô cùng xuất sắc, hoàn toàn không hề có mùi cái dũng của kẻ thất phu. Do sự ghi chép không đầy đủ của sử sách, chúng ta không biết được Hạng Vũ đã chỉ huy trận chiến này như thế nào. Nhưng có một điểm hoàn toàn có thể khẳng định được, đó chính là đại chiến Bành Thành chính là sự biểu hiện thiên tài của nghệ thuật chỉ huy quân sự của Hạng Vũ. Nghệ thuật chỉ huy quân sự này chính là ở chỗ, thứ nhất biểu hiện ở sự lựa chọn phương hướng, chọn nơi mà Lưu Bang hoàn toàn không hề nghĩ tới là hướng Tây. Thứ hai chính là biểu hiện ở tính đột phá trong chiến dịch. Thứ ba là phát huy tối đa ưu thế của kỵ binh. Việc rõ ràng bày ra trước mắt đó là Hạng Vũ chỉ huy hơn 3 vạn kỵ binh của mình thế như trẻ tre đánh tan tác quân của Lưu Bang, triệt để tiêu diệt giấc mơ diệt gọn Hạng Vũ của Lưu Bang trong chốc lát. Cũng dạy cho Lưu Bang biết tài năng quân sự của Hạng Vũ. Không chỉ có mình Lưu Bang có ấn tượng sâu sắc với trận chiến này mà ngay cả những sĩ binh cũng lĩnh giáo được sự mạnh mẽ của quân sở. Về sau quân Hán khi gặp quân sở, đặc biệt là thấy quân sở do Hạng Vũ chỉ huy thì đều kinh hồn bạt vía, không thể không nói tới không có quan hệ gì với trận đại chiến ở Bành Thành được. Lưu Bang vốn dĩ muốn tốc chiến tốc thắng, trong lòng chỉ mong một lần diệt gọn quân đội nhà họ Hạng, thống nhất Trung Quốc. Trận chiến Bành Thành đã làm cho Lưu Bang tỉnh mộng. Có thể nói trận chiến này quan trọng biết chừng nào. Thiên tài chỉ huy quân sự của Hạng Vũ đã làm cho trận chiến ở Bành Thành đi vào một trong những trận chiến kinh điển nhất trong lịch sử của quân sự Trung Quốc về việc lấy ít địch nhiều. Cuối cùng chúng ta xét tới Huỳnh Dương hội chiến. Trận chiến liên tục kéo dài hơn 2 năm của quân sở Hán, cũng là sự quyết định thành bại của Lưu, Hạng. Trong trận chiến ở Huỳnh Dương, Thành Cao là nơi hai bên tranh giành nhau kịch liệt nhất. Hạng Vũ là một vị chiến thần, thế nhưng trong trận chiến ở Thành Cao, thần dũng của vị chiến thần này đã không được phát huy. Việc đoạt Thành Cao mất gần 1 năm, Hạng Vũ không hề tìm ra được điểm đột phá. Về sau nắm bắt được điểm yếu của Lưu Bang, tập trung công phá con đường lương thảo của họ Lưu, mới làm cho Lưu Bang không chống cự nổi phải bỏ chạy. Bất luận là Hạng Vũ đánh thuận lợi hay không thuận lợi thì Hạng Vũ vẫn không hề thể hiện cái gọi là cái dũng của kẻ thất phu.
việc đoạt được thành cao cũng chính là nắm được yếu huyệt của Lưu Bang, đó chính là con đường hậu cần. Chứ chẳng phải việc Hạng Vũ một tay nắm đao xông vào đại doanh của Lưu Bang, đánh cho quân của Lưu Bang quân không ra quan. Nếu như Hạng Vũ biểu hiện cái dũng của một người mà xông vào doanh trại của Lưu Bang mà thi triển võ công, chắc chúng ta cũng phải nghiêng mình kính nể Hạng Vũ rồi. Chặt được đường vận lương của Lưu Bang. Cuối cùng Lưu Bang phải cho Kỳ Tín đóng giả thành bản thân mình để thu hút sự chú ý của quân Sở, riêng mình thì chạy theo đường cổng thành khác mà chạy thoát. Sau khi đoạt được thành cao, Hạng Vũ tiến công Huỳnh Dương. Lưu Bang không thể địch lại nổi được sự dũng mãnh của quân đoàn Hạng Vũ, chỉ có thể cùng Hạ Hầu Anh và vài người trốn khỏi Huỳnh Dương. Ở đây cũng càng không có cái dũng của kẻ thất phu, mà chính là sức mạnh ghê gớm của quân đoàn Hạng Vũ trong chiến đấu. Nếu muốn tìm bằng chứng cho cái dũng kẻ thất phu của Hạng Vũ thì đoạn văn dưới đây có thể lấy làm ví dụ. Hạng Vương bảo với Hán Vương rằng, thiên hạ nay chỉ còn hai người chúng ta, nguyện cùng Hán Vương quyết chiến thư hùng, chớ có làm khổ thiên hạ vậy. Hán Vương cười mà đáp, ta nguyện đấu chí, không thể đấu lư xê. Hạng Vương lệnh cho tráng sĩ xuất binh phi chiến. Hán có Lâu Phàn là người giỏi kỵ xạ, quân Sở khiêu chiến ba hiệp, Lâu Phàn đều bắn chết. Hạng Vương đại nộ, tự mình mặc giáp mang kích khiêu chiến. Lâu Phàn định bắn, Hạng Vương trừng mắt mà hét, Lâu Phàn mắt không dám nhìn, tay không dám bắn, liền đi vào trong không dám ra ngoài. Hán Vương sai người hỏi vì sao, bèn trả lời vì Hạng Vương vậy. Hán Vương vô cùng kinh hãi. Đây có thể coi là một đoạn văn chép về cái dũng của kẻ thất phu của Hạng Vũ vậy. Đọc kỹ đoạn văn này, chúng ta có thể phát hiện ra rằng Hạng Vũ muốn cùng Lưu Bang quyết đấu, tự mình mặc giáp xông trận, trừng mắt mà hét lớn, chủ yếu là vì sự ấu trĩ về mặt chính trị, thứ hai là nóng vội dễ giận. Nhưng Hạng Vũ hoàn toàn không vì thế mà một mình xông trận trong đại doanh quân Hán, không chú ý đến sự an nguy của bản thân mà mù quáng làm liều. Để giải đáp được vấn đề này, chúng ta không thể không nói tới lại một câu đánh giá của Hàn Tín đối với Hạng Vũ. Hạng Vương chỉ cần quát một tiếng lớn cả ngàn người đều sợ mà ngã xuống, nhưng lại không biết dùng hiền tướng, đúng là cái dũng của kẻ thất phu vậy. Trong đoạn này có thể thấy việc nâng đỡ cho cái lý cái dũng của kẻ thất phu của Hàn Tín có hai lý do. Thứ nhất chính là tiếng hống, quát mắng, làm kinh hồn bạt vía người khác của Hạng Vũ. Thứ hai là việc không biết dùng hiền tướng. Tiếng hống của Hạng Vũ trên chiến trường quả là không người địch nổi, có điều điều này không thể nói tới việc thể hiện cái dũng của kẻ thất phu của Hạng Vũ. Đọc kỹ lại, ta có thể thấy việc quan trọng nhất để gọi là lý của Hàn Tín chính là việc không biết dùng hiền tướng. Câu nói này chính là sau này khi Hàn Tín qua dưới trướng của Lưu Bang mới nói. Hàn Tín nói rằng, không biết dùng hiền tướng, chủ yếu là nói chính bản thân mình. Hạng Vũ không có tuệ nhãn để biết anh hùng, đặc biệt là không nhận thấy được thiên tài quân sự của Hàn Tín. Đấy là điểm sai lớn nhất của Hạng Vũ. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng Lưu Bang cũng không hề nhìn thấy Hàn Tín là một nhân vật kiệt xuất. Hàn Tín dưới trướng Lưu Bang suýt chút nữa thì đã bị giết. Sau nhờ có Hạ Hầu Anh cứu thoát mới tiến cử cho Lưu Bang, Lưu Bang cũng không hề trọng dụng Hàn Tín. Cho đến khi Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín thì chẳng qua cũng chỉ là việc nể mặt Tiêu Hà của Lưu Bang mà thôi, dự định cho Hàn Tín thăng quan. Nhưng việc thăng quan này không phải là việc trọng dụng Hàn Tín của Lưu Bang mà chỉ là vì nể mặt Tiêu Hà để tránh việc Tiêu Hà bỏ đi mà thôi. Như trên mà nói, Hạng Vũ không biết Hàn Tín, Lưu Bang cũng không biết Hàn Tín. Đây cũng chính là do Hàn Tín giới thiệu mình không tốt, cho nên Hạng Vũ, Lưu Bang đều không thể thấy được giá trị đích thực của Hàn Tín. Kỳ thực Hạ Hầu Anh, Tiêu Hà cũng chỉ là sau khi nói chuyện mà biết được tài năng, mới hiểu được giá trị của Hàn Tín. Vì sao Hạng Vũ, Lưu Bang không thể cùng với vị thiên tài quân sự này nói chuyện một lần? Chính thế Hàn Tín cho Hạng Vũ không biết dùng hiền tướng làm lý do để chỉ trích là chỉ có cái dũng của kẻ thất phu. Điều này đã hoàn toàn đi quá xa so với nguyên nghĩa ban đầu của Mạnh Tử và ngay cuộc của người đời nay về cái dũng của kẻ thất phu rồi. Bởi thế việc đánh giá Hạng Vũ có cái dũng của kẻ thất phu nảy sinh hai vấn đề. Thứ nhất, Hàn Tín nói cái dũng của kẻ thất phu, không phải cái Mạnh Tử nói là cái dũng của kẻ thất phu. Thứ hai, Hàn Tín phê bình Hạng Vũ có cái dũng của kẻ thất phu, nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ Hạng Vũ không biết trọng dụng bản thân mình. Nếu như việc Hàn Tín phê bình Hạng Vũ có cái dũng của kẻ thất phu chủ yếu chỉ trích Hạng Vũ không trọng dụng bản thân mình, việc đánh giá Hạng Vũ của Hàn Tín đã khác hoàn toàn rồi. Nếu đã như thế, chúng ta tại sao còn phải giữ lại đánh giá không chính xác này của Hàn Tín về Hạng Vũ đây? Hàn Tín năm đó nói với Lưu Bang về Hạng Vũ, chính là nói vì sao lại bỏ Hạng Vũ mà theo Lưu Bang. Người đời nay dùng lời Hàn Tín đánh giá Hạng Vũ ý là ở chỗ nói việc làm người của Hạng Vũ, đặc biệt là nói tới nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ. Nếu như đánh giá lại nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ mà dùng lời đánh giá của Hàn Tín thì điểm bất hợp lý lại càng rõ ràng. Chính thế, cho dù chúng ta thừa nhận Hạng Vũ có một mặt có cái dũng của kẻ thất phu thì cũng không thể lấy đó làm đánh giá về nguyên nhân của sự thất bại của Hạng Vũ.
Hạng Vũ thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là bởi ba phương diện chính trị, quân sự, tính cách. Cái gọi là dũng của kẻ thất phu hoàn toàn không phải ở trong ba nguyên nhân lớn đó. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.